Ơi, hôm nay tới tìm phòng trọ. Tiền của em nhiêu anh? Với em tiền phòng 800, điện nước 250, 1.050.000. Anh cho anh nợ tháng này được không? Mấy tháng nay em thất nghiệp em đâu có tiền đâu. Em đâu có làm gì có tiền đâu. Chẳng lẽ em hết tiền luôn hả? Em hết tiền luôn rồi. Em chỉ còn có mấy chục ngàn, trăm mấy gì à, để em mua mì gói này kia em ăn thôi chứ em đâu có tiền đâu. Em còn có bao nhiêu nè. Rồi em đưa cho anh có không đủ nữa mà đưa cho anh người không có tiền em ăn. Rồi bây giờ đưa hết đi. Đưa hết cho anh rồi em đâu có tiền đâu, thôi em gửi anh 200 đi ha. Không được, đưa Em hết còn có đi. mấy chục ngàn này em đưa anh hết là tiền để Không em được, ăn. còn không có tiền thì đi cuốn đồ đi ra ngoài. Giờ dịch này em đâu có biết tiền phòng ở đâu đây. Đi Thì ra cứ đưa ngoài hết công đi. an nó bắt em nữa. Được mấy trăm? Được có 320 à. Đưa hết đây, đưa không? Còn không đưa thì đi ra ngoài. Đưa thôi cho em xin ra mấy chục đây để mua mì gói cho em Không ăn. được. Em xin ra mấy chục thôi, em xin ra Còn được không hai đi ra chục thôi. ngoài, không được. Đưa anh hết rồi tiền đâu em ăn. Rồi, coi như là giữ mấy trăm này à. Tiền này tiền hỗ trợ cho mấy ngày dịch nha, còn tháng này là coi như là xong xí xó nha. Dạ, em cảm ơn anh ạ. À. Sài Cảm ơn Gòn anh. cố Cảm ơn gắng anh lên, nhiều. bước qua SARS-CoV-2. Một thời khá khó khăn, vẫn tin, vẫn còn bao hy sinh âm thầm.